Dạ. Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony nha. Thì từ xưa tới giờ có rất là nhiều video trên cộng đồng mạng là đập hộp iPhone bằng búa, bằng dao, rồi nhảy xuống hồ bơi đập, rồi nhảy xuống sông đập, nhảy xuống biển đập. Bây giờ hôm nay Tony sẽ chơi độc và lạ hơn nữa, đó là đập hộp iPhone 14 Pro 512GB bằng cái cây chổi trà. Lý do tại sao tôi này đập bằng cây chổi trà, tại vì người ta nói là cái iPhone này nó không bị chày, nó không bị bể, nó không bị này nọ kia. Vậy thì bây giờ tôi này sẽ kiểm tra cái cảm giác nó coi nó có bị đau không, tại vì hồi nhỏ tôi này cũng hay thường bị mẹ mình cầm chổi trà rửa có quánh đau á, thì bây giờ mình thử coi iPhone này nó có bị đau giống như mình hay không nha. Rồi nếu quý vị thấy cái video nó hay, nó vui vẻ thì quý vị bấm nút chia sẻ và mình bấm một cái like để ủng hộ tinh thần cho tôi này nha. Trước hết đây là một cái video mang tính chất chia sẻ, xem cho vui, xem để giải trí. Rồi đây, hồi nãy tôi này có đi pick up hai cái món này, thì tôi này có làm một cái video mà đi lấy đó, thì có rất là nhiều cô chú anh chị xem và bắt đầu bình luận là cái iPhone bao nhiêu tiền một cái, vậy như vậy. Rồi bây giờ trước khi mình đập hộp và mình so sánh coi nó khác nhau cái iPhone 14 và 13 nó như thế nào đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái giá trước. Thì iPhone 14 Pro Tony mua là nó 512GB, tại vì Tony cần phải quay phim chụp hình này nọ kia, cho nên Tony mua 512GB. Thì nó có cái giá bắt đầu là 1.300, thuế luôn là 1.407 đô la, tức là 1.407 đô la là tính luôn thuế má hết. Rồi cái case này là 55 đô la nữa, total lại là hai cái này tôi mua là khoảng tầm 1.460 mấy 70 đô la gì đó, khoảng gần 1.500 á, mình cho là gần 1.500 đi. Và đặc biệt một điều là Tony trả tiền mặt một lần một, trả thẻ, trả tiền mặt gì đó xin mẹ đời mà Nguyễn sao quý vị trả một lần một, là cái phone này nó gọi là phiên bản quốc tế, tức là unlock, quý vị có thể cầm đi bất cứ cái nơi nào cái trên thế giới này quý vị xài cũng được. Tức là cái phone này nó không bị thiếu nợ, nó không bị lệ thuộc vào cái hãng điện thoại nào đó. Cái phone này là coi như là mình mua một lần tiền, một cục tiền, cho nên là của mình có thể xài bất cứ hãng điện thoại nào, bất cứ cái sim nào vậy nó đâu ra là vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cái khe trước, cái vỏ đó quý vị. Thì thường thường thì tôi thì thích cái vỏ nó clear đó, cái vỏ nó clear như thế này nè. Vậy mà 55 đồng một cái vỏ như thế này nè quý vị, thấy chưa? Đó thấy chưa, cái vỏ này là của hãng Apple luôn quý vị nha, của hãng Apple luôn đó. Rồi xong một cái vỏ đây, cái vỏ 55 đô la ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đập hộp cái iPhone 14. Trước hết đây là cái iPhone 13 quý vị thấy không? Rồi nha, bây giờ mình sẽ nhìn có cái iPhone 14 này nó khác với cái iPhone 13 nó như thế nào. Mắt quay sao cho quý vị cô chú thấy đấy thì đang làm gì nha. Rồi dạ, cái hộp nó cũng rất là đẹp quý vị ơi. Nè cái hộp quý vị feel á, quý vị feel giống như là mình cảm giác là mình đang đụng một cái gì đó, chứ nó không phải nó láng con, là nó có cộm lên vậy đó. Đó thấy chưa, cái hộp nó cũng rất là đẹp. Rồi rất là ấn tượng cái hộp đây. Thì trong cái hộp này nó có cái điện thoại. Cũng giống như Tony nói, năm nay nó có màu tím, nhưng mà Tony không có lấy màu tím là tại vì sao? Tony xài đồ gì cũng vậy, Tony phải coi cái phong thủy mình với cái món đồ mà mình xài, cho nên Tony là cái mạng của Tony là nước, thành ra Tony chỉ hợp với màu trắng, màu đen, màu bạc và màu vàng, cho nên kỳ này Tony lấy màu vàng. Cái hồi đợt rồi thì Tony lấy cái màu xanh 13 đó, Tony lấy màu xanh. Rồi kỳ này Tony lấy màu vàng. Thì trong cái hộp này quý vị thế này, nó gài mình phải mua thêm cục chạc nữa đó quý vị. Ví dụ mà quý vị không có cục chạc á, là mình phải tốn tiền mua thêm cục chạc. Nó chỉ có sợi dây với cái cuốn sách thôi, ngoài ra nó không có cái gì hết á, vậy thôi đó. Nó đọc chưa? Rồi bây giờ mình sẽ so sánh coi hai cái nó khác nhau chỗ nào. Mát xích lại gần đây nè. Theo như cái vẻ bề ngoài của 13 và 14 á thì hề không? Hả? Là hề giống á. Yes. Thì nó hoàn toàn giống nhau, nó không có cái gì gọi là khác hết. Cả luôn cái mỏng và dày nó cũng giống nhau, ngang hông nó cũng giống nhau, và ngoài sau nó cũng giống nhau. Nhưng chỉ có một điều là có... Rồi mắt back up a little bit. Chỉ có một điều là bên trong nó khác nhau quý vị nha. Ví dụ nha,
cái iPhone 13 mình lock thì mình thấy màn hình nó tối thui, nó không thấy gì hết đúng không? Rồi đây iPhone 14 để tôi niềm mở lên cái cho quý vị xem. Ở thấy chưa, bề ngoài thì nó hoàn toàn giống nhau hết quý vị nha, không có gì gọi là khác hết. À, nhưng mà chỉ có khác một vài cái điểm bên trong thôi. Apple năm nay nó chú trọng vào bên trong. Rồi đây, ví dụ nha, đây là iPhone 13 nó lock nè, quý vị thấy cái màu nó đang thùi không cái màn hình á. Còn cái iPhone 14 khi mà nó lock thì quý vị vẫn thấy ngày tháng giờ giấc đó, thấy chưa? À, thấy chưa? Nó khác nhau cái chỗ đó đó, thấy chưa? Một bên tối thùi, một bên thì có giờ giấc này nọ kia. Rồi. Ở trên này nè, mình không có sử dụng được cái gì hết của 13 đó, mình không có sử dụng được cái gì ở trên này. Nhưng 14 á thì mình sẽ sử dụng được cái ở trên này. Cái iPhone 14 á thì năm nay nó có cái Dynamic Island ở trên này nè. Quý vị sẽ có thể sử dụng được. Còn cái iPhone 13 đó thì ở trên này mình không có sử dụng được gì hết đó. Rồi bên cạnh thì nghe nói là tôi đi tìm hiểu thì cái camera nó tới 48 m gì đó, nó nôm na nó better hơn iPhone 13 Pro một chút xíu. iPhone 14 Pro thì dĩ nhiên nó ra sao thì dĩ nhiên nó phải có những cái tính năng nó khác biệt hơn một chút xíu, còn ngoài ra hoàn toàn bề ngoài thì nó giống nhau hết quý vị ơi, không có cái gì khác hết đấy nha, hoàn toàn giống. Chỉ có điều khác là không, một bên lock thì mình vẫn nhìn thấy màn hình giờ giấc, còn một bên thì tối thùi, đó là như vậy. Đây, thấy chưa? Rồi, nói nôm na thì tôi này chưa có xài, thành ra tôi này chưa có biết là nó khác bao nhiêu cái chức năng với iPhone 13 Pro, nhưng mà theo như tìm hiểu mình nghe trên cộng đồng mạng thì nó cũng có 3-4 cái chức năng khác nhau thôi. Đặc biệt là cái chức năng ngay đây thì hồi nãy tôi này đã nói rồi, Dynamic Island right here. Đó. Rồi cái màn hình thì nó nổi giờ giấc lên, rồi một hai cái chức năng nữa cộng với cái camera nó very good better, thành ra đây cũng là một cái đồ chơi good cho YouTuber đó quý vị nha, cho nên tôi này mới mua đó quý vị ơi. À, tính ra thì nó cũng rất là ok, nó vậy thôi, nó giống nhau vậy thôi, giống nhau với 13 rồi nhưng mà nó có nhiều chức năng hơn chút xíu. Rồi nào quý vị, bây giờ á nó không bể, nó không chày đúng không? Giờ mình thử coi nó có cảm giác đau giống như mình không? Mình bị chỗ trà quánh đau đúng không? Bây giờ nó bị quánh có đau hay được không? Mày nhá mày, mày chơi với tao mày. Mày đau không mày? Có đau không vậy? Hình như nó không bị đau cái gì thôi. Nó không trả lời gì hết á, nó im ra. Ok. Đây là quý vị nha, cận cảnh nè. Đó. Cái này là 13 nè, 13 Pro nè. Còn đây là cái case nè. Giờ mình sẽ cầm cái 14 lên mình coi nó như thế nào. Cận cảnh nè, màu vàng đẹp quá. Cái này bề ngoài thì nó y hệt nhau thôi, nó không có gì khác, nó chỉ có khác bên trong. Rồi đó là vài chi tiết về cái iPhone 14 Pro 512GB, chia sẻ lại với quý vị xem cho vui nha, đừng có quăng gạch quăng đá tội nghiệp Tony Lê. Cái iPhone này nó cũng không có bao nhiêu tiền đâu, không phải là mình khoe của đâu mà là mình chia sẻ lại cho xem cho vui thôi quý vị. Rồi nếu có gì sơ sót quý vị đừng có quăng gạch quăng đá nha. Rồi đừng quên bấm like và chia sẻ cái video để mọi người cùng nhau xem, và viết và chịu bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony nha. Have a good day, bye bye.